Mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận hơn 5.000 trẻ em đến thăm khám ngoại trú và có khoảng 2.000 em nhỏ đang điều trị nội trú. Với mong muốn xoa dịu những nỗi đau về thể chất, động viên tinh thần của cả bệnh nhi và người nhà, sáng hôm qua 28 tháng 8, bệnh viện đã phối hợp cùng nhiều tấm lòng hảo tâm đã tổ chức Ngày hội Trung thu yêu thương 2022. Hào hứng với những tiết mục văn nghệ đặc sắc cùng chị Hằng, nô nức đi chọn những món quà mà mình yêu thích. Tỉ mỉ tô từng pho tượng với những con vật ngộ nghĩnh. Đó là những gì mà Ngày hội Trung thu yêu thương tại Bệnh viện Nhi Trung ương dành tặng cho những bệnh nhi của mình. Với các em và gia đình thì đó là điều vô cùng ý nghĩa. Khi cháu xuống đây thì cháu rất thích chơi tô tượng ạ. Và hoạt động ở đây rất vui ạ. Con mong bệnh viện luôn tổ chức hàng năm để các bạn nhỏ có thể vui chơi khi đang điều trị ạ. Cái hoạt động này rất là ý nghĩa đối với các con ở đây ạ. Các con ở đây điều trị nhiều ngày rồi, hôm nay các con được đi chơi, các con rất là thích ạ. Và bố mẹ cũng rất là vui mừng, phấn khởi được cho con đi chơi ở đây. Và em xin cảm ơn bên ban đại diện bệnh viện cùng với ban tổ chức đã phối hợp để tổ chức cho các con có những ngày chơi, những trải nghiệm thật là vui như này. Năm nay, Ngày hội Trung thu yêu thương 2022 được tổ chức với nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc, cùng hàng chục gian hàng quà tặng và các trò chơi miễn phí. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã trao tặng gần 500 suất quà và khoảng 8.000 suất ăn cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Báo cáo với tất cả mọi người. Hàng năm thì Bệnh viện Nhi Trung ương vào cái dịp Trung thu đều tổ chức các cái chương trình lễ hội để mà chăm sóc tâm lý người bệnh. Phối hợp với lại các cái hoạt động về mặt chuyên môn thì chúng tôi cũng đã triển khai các cái hoạt động để mà nhằm làm cho cái tâm lý của trẻ em nằm viện được tốt hơn, góp phần vào cái công tác chăm sóc và điều trị tại bệnh viện. Đặc biệt là những các cái cháu mà mắc các bệnh hiểm nghèo không đi được thì chúng tôi đến tại giường bệnh để mà quan tâm chăm sóc, chia sẻ với lại các cháu cũng như là gia đình của các cháu. Được biết, từ đầu tháng 8 đến nay, Phòng Công tác Xã hội của Bệnh viện đã đón 7.127 hạng mục quà, hỗ trợ cho khoảng 494 lượt bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không có quá nhiều giá trị về vật chất, nhưng với những hoạt động tinh thần ý nghĩa này đã phần nào giúp các bệnh nhi vui hơn, tiếp thêm nghị lực cho các em và gia đình vượt qua bệnh tật.